Quay lại thăm nhà của anh Tiên nha. Quay lại cũng được. Cái nào thiếu rồi chỉ coi, còn thiếu cái gì? Thiếu cửa. Đâu, cửa ha. Cái gì vậy? Cửa nè. Cửa bị gì? Bị gì? Đấy, bị cống. Bị cong. Bị cong ha. Ước là cái cửa nhôm hay sao? À, có cửa nhôm á. À, ước cửa nhôm ha. Rồi chút xíu nữa anh lấy cái nhôm đưa cho. Được rồi, thiếu gì nó chỉ coi. Thì tủ. Tủ gì? Tủ thợ đây nè. Rồi thiếu thu thờ luôn. Rồi. Còn gì hả? Còn gì nữa nó lên nó hết rồi. Tủ lạnh. Tủ lạnh là đặt ở đâu bây giờ? Tủ lạnh nha. Rồi đặt đâu thiếu đâu? Nói đi. Nói hả? Tủ lạnh tại đây nè. Nhà giờ gần quá. Quá ha. Sẽ luôn á. Không, tủ lạnh để đâu đâu? Chỗ nào tủ lạnh đặt chỗ nào mới được? Đây nè. Đâu để đâu? À, tủ lạnh đây nè. Rồi các bạn nghe ha. Dọn các bạn để đây. Tủ lạnh thì còn gì nữa không? Còn gì nữa? Xe điện. Xe đạp điện ở đâu? Xe điện ở đâu? Xe điện ở đâu? Trước nhà. Trước nhà luôn. Trước nhà luôn. Đâu để chỗ nào chị? Trước nhà. Rồi chưa phan hả? Còn chưa. Xe điện xong rồi tới cái gì nữa? Xe điện rồi tới gì? Xích ra đây nè, xích ra đây. Máy giặt đặt ở đâu? Một bữa nay nhà trong con ha. Mấy bữa nay qua cái đi không? Không, hai bữa rồi sao nghỉ vậy? Không khỏe hay gì? Tại đi qua tại la qua la. Đi quá là la. Sao ta hay la vậy? Lại la. Theo dạng á. Trời ơi, theo dạng bị la nữa rồi. Bị la nữa. La gì hoài vậy? La hoài. Trời ơi, kỳ cục quá, đi làm cũng la nữa. Đi mà xin ta la con. Đi có nhà có cửa rồi còn đi. Trời đi, ơi. Đi chỗ nào mà ta la anh Tiên? Thì hai bữa trước đi Long Phú. Long Phú hả? Ta la quá hả? Kì. Hồi nãy chúng nó đi tại nhỏ này bệnh. Ừ. Nãy tính đi nha. Nãy tính đi. Đi hàng còn mà dạy hơn mà dạy. Vậy là không giờ thất nghiệp rồi hả? Rồi Tiên quay trở lại luôn, xong luôn. Anh Tiên là dạo này thất nghiệp rồi. Ngay lúc này thất nghiệp rồi. Ta nói là anh Tiên giàu đại gia rồi mà đi sinh hoài hả? Rồi không ngày đi mình anh hay là đi với đứa lớn? Hai lớn. Hai đứa chia con luôn ha. Chào ông thằng giả. Chào ông bà cứ trước chào mấy đứa. Rồi. Nay đứa nhỏ đi học rồi. Đây là đứa thứ ba. Này đứa Út cũng thấy lớn rồi nè. Lâu quá không anh Tiên nói mấy bữa nay là thất thu rồi. Này thấy trắng gà ha. Trắng gà ở nhà không trắng hả? Tóc dài cả luôn rồi. Nếu tóc dài chưa hết tóc nữa. Trời ơi, tóc dài luôn rồi. Cắt tóc bắt đầu đổi dạng ngày sao? À cái Út nè. Cái Út cười suốt luôn nè. Út giờ lớn rồi nha. Đó. Kiếm vợ làm gì kìa? Người mẫu kìa. Người mẫu. Kim quyền á. À, người mẫu đi bển thôi. À. Chào em. Người mẫu thì có idol đây nè được không? Có idol Tiên được không? Không được. Được rồi. Vậy là phải có người mẫu mới được. Không gầy rồi đi ra ngoài người ta còn xin chữ ký không? Ta nói gì? Ta không gầy. Long Phú là anh Tiên là nói là thất bại rồi. Bây giờ đi bây giờ còn địa điểm nào? Anh quay bên đây rồi em quay lại thấy anh. Đó, rồi sao? Đó, bây giờ Long Phú thất bại rồi sao? Giống điểm thì đi nào giống vậy ha. Điểm nào vậy ha. À. Nhưng mà thất bại thì ngày cũng phải kiếm mấy xị chứ sao mà đi vậy? Không phải là sao thất bại? Chứ ta bình luận cho nó anh Tiên, ta thương anh Tiên mà ta đâu có nói gì anh Tiên đâu nè. Ta nói. Hỏi nhỏ nhỏ lớn nè. Nhỏ nó là ai? À, con. À. Ta nói sao Quyên? Xây nhà rồi để cho tiền quá trời sao em xin... không lấy cho. À, cũng cho ha, nó nói có nhà rồi xin hoài ha. Người ta có nói yêu vàng quá trời. Vàng quá trời luôn hả? Vàng gì đâu quá trời. Vàng giả mà. Nói giả mà. Ừ. Ừ, tại mấy cái người đó người ta nấu vậy thôi chứ còn cái gì nha. Cái người ta cho thì người ta đâu có nấu, người không cho người ta nói vậy. Thì là cho tiền chứ người ta vẫn cho tiền anh Tiên chứ có gì đâu. Vô quán nước anh Tiên người ta còn lấy tiền anh Tiên nữa, nghĩ sao người ta ghét anh Tiên được. Thương không hết nữa. Thương không hết nữa mà. Thì cuộc sống mà con có người thương người ghét chứ đâu mà ai mà thương hết. Hôm nay là mưa ngon lành ha. Không lành em thương anh. Không có giọt nữa ha. Em mới thương chứ, tự nhiên đồ thương vậy. Vậy là hai ngày không giờ là ở nhà trong con không hả? Hai ngày. Ồ, xù đầu hết trơn luôn rồi.
Hôm hôm gì mất gượt, em lâu lâu qua giờ xù đầu hết rồi. Qua anh Tiên này là thay đổi khác quá trời là xù hết trơn này. Cuộc sống mưu sinh đi buôn chảy quá anh Tiên. Không gờ mấy ông Bụt không xuất hiện nữa. Sắp đầu hết luôn. Nhớ ông Bụt không? Nhớ. Nhắc ông Bụt từ đi. Nhớ quá. Mở mắt mỗi ngày nè. Ừ vậy hả? Nhớ mỗi ngày này. Anh Tiên bất ngờ nhớ ông Bụt quá rồi. Nhớ rồi, nhớ Bụt ơi. Bụt ơi, Bụt ơi, giờ anh phải nói nhờ ước gì ông Bụt xuất hiện ngay lúc này. Nhớ tất cả luôn á. Nhớ ông Bụt, ông Bụt bây giờ đang nhắc nhớ anh tất cả ông Bụt. Ước gì ông Bụt xuất hiện giờ này còn. Trời. Chị Quyền đâu rồi anh Tiến? Dạ bị ông biết nước gì đó. Ừ, trời. Đi đâu? Mua nước. Mua nước ha. Kêu có cô kiếm gì kìa, cô này kiếm nè. À, ước mơ còn dang dở mà ông Bụt đi đâu mất tiêu, không xuất hiện nữa. Bụt biến mất tiêu rồi. Nhớ ông Bụt quá. Nhớ ông Bụt quá hả? Nhớ ông Bụt quá. Ông Bụt bây giờ hết phép rồi. Bụt mất phép rồi. Ông Bụt hồi trước có phép mà người ta đang là quá phép mà không chịu. Giờ cô Tiên rút phép rồi hết rồi. Nhà cửa rồi sẽ xong hết rồi ha. Ok hết hả anh Tiên? Còn gì nữa anh Tiên? Còn thiếu gì? Còn thiếu gì? Thiếu gì nữa? Cửa rồi. Cái cửa gian dở luôn. Còn gian dở luôn bởi vì tình. Cửa hay còn tủ lạnh. Cửa tủ lạnh ha. Còn gian dở rồi. Xe điện. Xe điện luôn. Xe điện thiếu tùm lum rồi ha. Trời ơi. Thiếu chiếc Mercedes nữa. Cuộc sống còn gian dở. Sao mà anh Tiên còn vậy mà mấy ông Bụt chưa chơi con Bụt đi trơn luôn. Bụt đi hết trơn rồi. Bụt ơi. Bụt ơi tới đây. Tiền là anh Tiên cho đây anh Tiên. Dạ. Đứng anh dẫn ngay cái nào thiếu chỉ ra. Không. Còn gian cái cửa còn siêu xịu gì mà. Không, thiếu gì cái nào đó chỉ đi. Dạ. Lâu lâu quay lại thăm nhà của anh Tiên nha. Quay lại cũng được. Cái nào thiếu rồi kìa chỉ coi, còn thiếu cái gì? Thiếu cái cửa. Rồi, đâu, cửa ha. Cửa nào vậy? Cái cửa nè. Cửa bị gì? Bị gì? Đấy, bị cống. Bị cong. Bị cong ha. Ước là cái cửa nhôm hay sao? À, rồi có cửa nhôm á. Cửa nhôm ha. Rồi chút xíu nữa anh lấy cái nhôm đưa cho. Rồi thiếu gì nó chỉ coi. Thì tủ. Tủ gì vậy? Tủ thợ đây nè. Rồi thiếu tủ thờ luôn. Còn gì hả? Còn gì nữa nó lên nó hết rồi. Tủ lạnh. Tủ lạnh là đặt ở đâu bây giờ? Tủ lạnh nha. Rồi đặt đâu thiếu đâu nói đi. Nói hả? Tủ lạnh tại đây nè. Nhà giờ gà nhỏ quá ha. Sẽ luôn á. Đâu, tủ lạnh để đâu? Đặt chỗ nào? Tủ lạnh đặt chỗ nào mới được? Đây nè. Đâu để đâu? À, tủ lạnh đây nè. Rồi các bạn nghe ha. Dọn các bạn để đây. Tủ lạnh thì còn gì nữa không? Còn gì nữa? Xe điện. Xe đạp điện ở đâu? Xe điện ở đâu? Xe điện ở đâu? Trước nhà. Trước nhà luôn. Trước nhà luôn. Đâu để chỗ nào ông chỉ? Trước nhà. Rồi chưa phan hả? Còn chưa. Xe điện xong rồi tới cái gì nữa? Xe điện rồi tới gì? Xích ra đây nè, xích ra đây. Máy giặt đặt ở đâu? Không máy giặt. Hỏi nghe, hỏi nghe. Rồi xe điện là điện trước rồi. Quá rộng rãi này, cửa nhôm được không anh chị? Sao rồi quần áo để ngoài luôn ha. Đấy vậy đó. Quần áo anh ướt cửa nhôm phải không? Tháo cửa nhôm này em gan xíu. Không có cửa sau. Còn lấy cửa trước nữa đem ngày sau. Ủa gì còn thiếu tủ đồ nữa nè, tủ đồ con treo gì nè. Tủ đồ. Tuy nhiên này rồi ngon lành hết trơn, ta ơi kìa. Bếp nè. Cái này ướt kìa, tự ướt nha. Tự ướt. Phải không? Tự ướt. Em có dạy ướt không? Tự ướt. Tự ướt. Tự ướt. Tự ướt. Cái này trước nghe, cái này là xuống cập nhật lại tình hình của anh nha. Xích vô đây nè, nó hết thấy đường rồi. Tự ướt chứ không xuống coi Tiên, cuộc sống của anh Tiên giờ làm sao. Cái này là cập nhật lại cuộc sống của anh. Ngồi xuống đi anh Tiên, ngồi xuống đi mỗi giờ. Con này là anh tự ướt nha, còn ở đây là anh em người ta không nói gì nha. Tại vì đây là anh em người ta không còn phép nữa rồi, ông Bụt hết phép rồi. Dạ. Từ ngày mà anh quỷ cái đám cưới tới giờ là hết phép rồi. Là giờ gần đây thì từ khi quỷ đám cưới tới giờ là thấy cuộc sống sao anh Tiên? Bình thường nha. Là cũng cuộc sống thu nhập bình thường sao khóc gì? Cuộc sống ngon lành khóc gì trời? Tại nhau với chú. Nhớ chú làm sao? Nhớ ai? Là sao? Như tất cả. Nhớ à. Nhớ mới buồn nha, chứ không phải lấy nha. Cuộc sống rồi làm cũng muốn. Nhưng mà giờ nhà cửa vậy thấy ổn chưa? Anh thấy ý là cuộc sống giờ thấy ổn chưa hay là còn thiếu cái gì mình còn gian dở là anh cứ chia sẻ mình được. Còn
còn thiếu gì còn gì đi? Còn thiếu mình đi mưu sinh ta nói nói là còn cái vấn đề mưu sinh ha, được tất cả nhưng mà mưu sinh giờ người ta nói quá trời, có nhà sinh hoài ha. Sao anh không giải thích? Dạ tin ta không tin nữa. Nói có nhà thì cũng phải đi kiếm tiền để trả tiền điện chứ. Tiền điện, rồi tiền ga, tiền ai cho? Tiền nước, tiền ga, tiền wifi nữa. TV con đi học sáng hai đứa 50 ngàn. Nhà Úc hồi nãy đi 20 nữa, 70 rồi. 70 một ngày là 70 ngàn. Cơm nước là 50 nữa là bao nhiêu rồi? Rồi là sáng bây giờ hơn 200 mấy. Vậy là tiền mua sinh là quê luôn rồi. Mua sinh là quê luôn đó, thất thu luôn nha. Mấy bữa nay là ngày kiếm mình vương khoảng nhiêu, nói thiệt đi. Cứ làm sao chia sẻ như vậy? Tại 300 mấy, 300 xuống hả? 300 rồi thì xe ôm đó. Xe ôm là hết 100 rồi. Còn ngày nào không có là 200, 180, 170, 190. Nó là phải có nhiều hoài ha. Chưa tính là trời mưa là thất thu nha. Biết bao nhiêu mơ ước còn dang dở lên tiên. Đủ thứ hết trơn. Nhà giờ quá trời rộng mà. Nhà thì ok đó, nhà giờ rộng rãi thoáng mát. Đó giờ anh Tiên là chỉ hồi nãy anh nói là ước cái một cái cửa nhôm. Rồi cái gì nữa quên rồi. À, xe điện. Xe điện ha. Rồi lúc đầu ông bụt quá trời hiện không. Thì để coi coi có ông bụt bà bụt nào xuất hiện không. Lúc đó không chịu chịu. Bây giờ ông bụt bay mất tiêu hết trơn, không về ngủ hết trơn rồi. Do ông bụt quá. Nhớ ông bụt quá. Giờ ông bụt hết phép rồi, không còn phép nữa đâu mà nhớ. Ông bụt hết phép rồi thấy không? Đó, giờ anh trai của anh á, là em trai của anh, giờ người ta có xe điện, ta ước cái có rồi không chịu ha. Tại anh từng chối lúc đó là ta có. Anh có coi em trai của anh không? Anh chanh chằn lùng á. Sửa nhà luôn hết. Toilet đầy đủ hết trơn rồi đó. Toilet luôn, đi ra luôn rồi đó. Nhà sửa nhà bự hơn anh nữa. Sửa nhà chào bá luôn, rồi có xe luôn. Luôn, chạy tàn tàn luôn. Xe xăng luôn chứ không xe điện nữa, xịn hơn xe điện nữa. Bên kia cũng hai đứa con đi ghen vậy đó. Lúc trước thì ví dụ người ta còn thương á chị, thì người ta cho mà anh tin tiền anh không chịu. Rồi sẵn nhắc lại luôn thì rất là nhiều tình thương yêu từ cô chú nè, anh chị Mạnh Thường Quân trong và ngoài nước rất là yêu mến gia đình anh ha. Nhưng mà anh làm cho thật sự là tất cả cô chú anh chị rất là thất vọng với anh, là chính anh với chị là muốn cái đám cưới chứ không phải là ở đây tụi em dàn dân ước mơ là ngày cập nhật ngày đúng 3 ngày đầu là anh đã có cái ước mơ đó rồi, chứ không phải là tụi em mà bài vẽ hay là dàn dựng phim cho anh chị để mà có cái ước mơ đám cưới. Rồi khi là anh cũng là cái người là nói chuyện trực tiếp với anh Tiên chứ không phải là tụi em nha. Đó, những cái đoạn clip là anh đã nói chuyện trực tiếp á, thì anh đã nhận được rất là nhiều cái tình thương yêu trước những cái ngày cưới, từ quà, cái quà rất là nhiều quà là hai vợ chồng nhận đó. Nhưng mà anh làm hụt hẫng con gái á, chỉ có một đêm thôi, ngủ thức dậy là sáng lại là anh hầu. Anh nhớ anh là cô chú tặng anh những cái món quà gì cưới em đi nhớ không? Ví dụ như cái gì nhớ không? Đâu tặng anh cái gì đâu, anh có thể chia sẻ lại, anh kể lại cho nghe không? À, cái gì? Trời, quên mau vậy. Sao quên được? Quên trời. Mới đây sao quên được? Quần áo hay có gì nữa? Đồng hồ. Có gì nữa? Hay là tay vợ. Có gì nữa? Hay áo cho ba mẹ vợ nữa, rồi bên mẹ anh nữa. Còn gì nữa? Còn nữa. Đồ đạc nhỏ cho mấy đứa con nè, rồi giày cho mấy đứa nè. Rồi giỏ cho chị Quyền nè, quá trời luôn. Còn tiền nữa. Tiền tổ chức đám cưới nữa. Đó là cho con của anh Tiên rất là nhiều, con với vợ là nhiều. Anh Tiên thì nè. Anh Tiên thì mình không nói đi, tại vì đồ khó khăn rồi. Đồ của anh Tiên thì không nói, nhưng mà ý nói là đồ của hai người, hai cháu nè. Chị Quyền nè, cha bên mẹ vợ nè, rồi mẹ ruột anh nè. Rồi thêm nữa đó là cái phần tiền á, là bên của mấy anh em kia đó cũng có trao cho anh rồi. Nhưng mà anh làm cái nó... anh chị á là thất vọng, có nghĩa nếu mà hụt hẫng á, anh không ước á, người ta cũng hụt hẫng. Ý là lúc đầu là chứ mình không ai ước ước mơ á thì bình thường, cái gì đâu. Mình ước cái người ta cũng cho mình, người ta giúp cho vợ chồng cũng có một cái kỷ niệm thôi chị.
Thật sự mà nói thì cái đám cưới á, thì đó chỉ qua là một cái tiệc nhỏ, cũng ăn món bình thường này, giống như sớm gia đình anh thôi, chứ thật chất cũng không phải là đãi cái tiệc gì mấy trăm mâm như anh nói. Anh nói là mấy trăm mâm thôi, chứ thật chất người ta mong muốn là một cái tiệc là một cái bàn, rồi thí dụ mẹ anh ngồi ăn, rồi ba mẹ vợ ngồi ăn, rồi chụp cho anh một tấm hình, quay lại một cái clip. Thì sau này cái cho mấy đứa con anh coi, tôi có đưa đã có một cái đám cưới, nói cái đám cưới gì thôi, thật sự cái hình chị ảnh để kỷ niệm thôi, chị kỷ niệm thôi. Thì cô chú anh chị người ta thương, người ta thấy vậy, người ta cũng có gửi cho anh tiền quà, rồi thấy chị Quyền không có cái gì đeo á, tội nghiệp, người ta gửi đồng hồ, rồi bông, rồi đủ thứ đồ đạc cho đứa con chuẩn bị, người ta thương anh ta mới làm vậy chứ. Thật sự mà nói thì không có thương á, thì cho dù anh có linh sinh bây giờ, linh sinh người ta cũng cho nó thật, người ta thương anh á, đúng không? Chứ cũng cái đó là anh em cũng ép anh, và tất cả những cái tiền cưới đồ hay là quà anh Tiên đều nhận hết, trên tinh thần nhận tự nguyện và anh Tiên vui vẻ nhận, chứ là tụi em không ai ép anh cái vấn đề gì hết. Cái đây là tụi em không có ép anh làm cái đám, cái đó là lúc đầu là anh mơ ước, rồi xong từ đó, từ cái chuyện mơ ước đó, thấy gia đình anh vậy đó là muốn cho anh hai cái mâm cơm. Nói cái đám cưới thì thực chất có hai mâm cơm thôi. Đó. Rồi quần áo cũng gửi về cho anh nè. Rồi anh cũng nói chuyện nè. Cho anh nói chuyện riêng, anh thống nhất hay không? Thống nhất á, thì mấy anh mấy chị á, là mới gửi quà chứ mới gửi đồ về cho anh để mà anh làm mâm cơm sum họp gia đình. Rồi chị Quyền cũng nghe nữa, cả gia đình anh nghe. Đó, rồi sau này thì anh nói là mấy anh em là dàn dựng cũng tội nghiệp cho mấy anh em. Ở đây tụi em đâu có dàn dựng phim đâu, chỉ quay giúp đỡ anh thôi. Nhưng thật sự mà nói, để mà cái câu dàn dựng hay là tụi em ép á, là tụi em là người được nhận tiền và tụi em là người được nhận quà, là mấy cái điều đó là tụi em mới có lợi cho tụi em. Có mà thật sự mà đi ép anh mà để được anh nhận tiền, anh nhận quà, thì cái đó em tụi em đâu có được cái gì đâu, đúng không? Đúng không? Nếu mà nói về cái câu mà tụi em ép anh á, mà để em nhận tiền, cái số tiền đó là cho tụi em và cái đồ mặc đó của tụi em nó là ép. Còn mà cái này mà anh được nhận tiền mà anh được nhận quà mà là sao em là tụi em đúng không? Tiền đúng không? Anh theo anh nói đúng không? Nếu mà em ép anh thì tiền và quà đó tụi em nhận, tự nhiên em ép anh mà tiền để cho anh nhận thì nó tự nhiên nó gỗ á. Tại vì là rất là nhiều anh chị khán giả nói là tụi em ép anh, thì anh có lời nào nói đi, chứ tụi em từ đầu tới giờ là chưa ở đây, anh em chưa có ai ép anh chừng á. Không, anh trả lời trên kênh đi chứ. Trả lời đi anh, có gì đâu mình chia sẻ. Mình hiểu lộn đó, hồi đó là bia ba điện lại đó, nói đại thứ bảy tại bia ba không biết đó. Bé ba hả? Bé ba ai là ai anh? Số điện thoại đó. Bé ba là ai? Không biết nữa. Là Mạnh Thường Quân hay gì đó? Mạnh Thường Quân thì gì á. Nói với anh sao? Anh nói là đại tới thứ bảy đi điện. Con đi họp, nói vậy không nói đến vì chú ép đâu. Tại bé ba không biết á, hiểu lầm đó. Rồi chứ không phải là anh nói tụi em ép phải không? Nói vậy đó. Tại mấy chú anh Thái không biết, hiểu lầm luôn. Đó. Ở đây thì tụi em chỉ là không nói với người chú Toàn với em tất cả, nói không nói xấu. Dù đó nói là thứ bảy làm để cho con đi học. Nó nói được câu vậy. Lắc ba, chị với ba đó định là cũng cho tiền anh. Rồi nhưng mà anh nói là mấy anh em là ép anh làm đám cưới. Không có. Dù đó là không nói không có câu đó. Đó. Không có thì sẵn đây anh gửi lại với chị đi, có hiểu lầm gì đó thì làm đó. Đó. Chứ nhầm khi mà anh hai chú Thái không biết hiểu lầm luôn. Đây nè, để em nói luôn nè. Đêm đó đó. Cái đêm mà sáng lại để mà làm lễ cho gia đình anh sum họp đó, sum họp gia đình á, thì chiều tụi em đã cập nhật, tụi em quay, thì hỏi anh với chị là thống nhất ngày mai không? Anh chị tự nói thống nhất chứ tụi em đâu có ép đâu, phải không? Đó. Tiền á thì trước đó là cũng có chị Mạnh Thường Quân gửi cho anh, nhưng mà chỉ có dặn cho em á là không thông báo cho anh, khi nào mà có cái clip mà sum họp gia đình á thì trao cho anh luôn. Chỉ về bên đây là trao luôn cho anh, là tạo bất ngờ cho anh, bất ngờ chứ không. Tại vì thật sự á, chỉ có coi rất là nhiều clip, khi mà anh nhận quà á có đồ của chị Quyền thì
anh không có vui. Em mới giải thích cũng hơi buồn, hơi buồn. Em mới giải thích, em nói á, tại vì quần áo của anh Tiên thì không thể nào á là đúng kích cỡ được á. Tại vì anh Tiên anh rất là khó là chọn quần áo. Chỉ coi kỹ hết trơn à, chứ không phải là không coi. Á, không có xì hơi nha. Tất cả những clip á, khi mà anh có quà, nhưng mà khi mà anh không có quà thì anh không vui, có quà thì anh mới vui. Không đâu. Đó. Trời ơi, rất là nhiều clip khán giả, rất là nhiều clip luôn. Tại người ta coi anh mà, người ta coi anh, ta nói cái đó khán giả ta nói. Ta khán giả nói chứ không phải là em nói. Mỗi lần nào anh hụt hẫng khi mà không có quà anh buồn. Không. Người ta coi hết á. Rồi điều đặc biệt nhất á, xong á là sáng lại, anh không thông báo cho tụi em luôn, tiền xe tụi em phải chịu. Đó. Chỉ coi những clip là chỉ nói hết, xong là em phải chuyển tiền lại cho những cái hoàn cảnh khác. Đó. Rồi á, rồi tới cái ngày đó đó là tụi em qua trao tiền cho mẹ vợ anh bởi 5 triệu bởi á. Anh không thông báo gì cho câu mẹ vợ nữa, một câu nữa nè, bên mẹ vợ á, nói lậm mâm á, không điện cho con ở đây, con ở đây không có tiền nạp, mẹ không điện lại, không á, con đây giận mẹ, con rẻ không mẹ đâu, rồi con giận mẹ, không đi đâu, và bệnh viện đâu, mua sữa cho.